À, thì đầu tiên nó yêu cầu mình là đi tính f thì x cho tất cả các x, được không? Đầu tiên là để bài mình viết lại, mình phá chuyện đó. Nó ra là chính nó. Trường hợp này là mình có là x nè, phải lớn bằng 0. Trường hợp sau nó ra trừ. X nhỏ hơn 0. Cao. Vậy để tính f thì x thì mình sẽ chia ra các vùng mình tính. Đầu tiên là mình tính này. Vùng đầu tiên là vùng lớn hơn 0. Lớn hơn 0 mình có là hàm x nè. Thì nó bằng cho mình là nhân với e của x cộng cho 1 nha. Thì đây mình sẽ được là f thì x mình sẽ bằng là e mũ của x cộng 1 cộng cho là x e mũ của x cộng cho 1. Rồi ok không? Được không? Nha. Có thể viết còn lại là sẽ bằng là x cộng cho 1 nhân với e mũ của x cộng cho 1. Được không? Nhẩm lại thì đúng, đúng nha, còn người tính sai nha. Ha. Nó bằng là áp dụng công thức là bracket rule u phẩy nhân v cộng cho u nhân v phẩy. V phẩy thì nó ra là chính nó thôi. U nhân cho v phẩy thì cũng ra chính nó thôi, không gì đặc biệt đúng không ha? Rồi cuối cùng là mình rút ra làm câu hình phát tân. Ok. X nhỏ hơn 0. Thì mình sẽ có là fx này mình sẽ bằng là x mình nhân cho là trừ của là e mũ x. Thì đây mình suy ra là f thì x mình sẽ bằng là e mũ trừ x cộng cho 1 trừ cho là x nhân cho e mũ trừ x cộng cho 1. Vì bên này là cái thằng v phẩy ra cho mình là trừ 1 nữa nha. Đúng nha. Con nhắm được thì nhắm nhắm được báo mình ha. Được không? Ok không? Có cần chậm lại không? Là được mấy cái này. À, rồi vì là tại điểm không là nó bị thay đổi cái hàm nha, nên là tại không mình tính thông thường không được, mình phải dùng định nghĩa mình tính. Ok nhớ nha, không vậy mình phải ôn lại tính đạo hàm bằng định nghĩa nè nha, là f phẩy tại một số a cụ thể này sẽ bằng là ly của là f của là a cộng chữ h trừ cho là fa chia cho là h nha, và khi h tiến không, đây là công thức tính đạo hàm tại một điểm cụ thể. Được chưa? Bằng định nghĩa. Trong trường hợp này a là không đó. Được không? Ha. Được không? Rồi. Và trong trường hợp này mình sẽ có được như sau, nhìn cho kỹ nha, thắc mắc gì hỏi nha. Đã bắt đầu tính ha. Tính bằng định nghĩa thì trước hết mình phải kết luận rằng là nó liên tục tại không đó. Định nghĩa thì nó gồm hai rồi. Tính bằng là definition đó nha, được chưa? Mình check add 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 nè. Còn không. Mình tính bằng định nghĩa thì trước hết là mình coi được cái hàm liên tục tại không không có cao ha. Bắt đầu nha. Ha. Mình có là liên nè của hàm là fx nè khi x nè nó tiến không cộng nè, nó bằng là liên nè của hàm fx nè khi x nè tiến không trừ nè, nó bằng là f tại không nè, mình nhẩm nó bằng nhau nha, rồi nó bằng là không, thấy chưa? Không ở đây vì ba thằng này bằng nhau nên mình có luôn là hàm liên tục tại không nha. Không có cái này thì một số người dễ chịu thì người ta phải chấp chức qua qua không sao nha. Mình hiểu thì mình làm đầy đủ. Còn mình confirm nó không liên tục thì mình dừng luôn nha, là đạo hàm không tồn tại nha, cứ nha nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính là tại không thì mình có là đạo hàm tại không cộng và đạo hàm tại không trừ, mình áp dụng công thức định nghĩa mình vừa làm nè, cứ nha ha. Ha. Rồi, tiếp tục ha. F phải tại A là tại không nha, cho nên có hai hàm khác nhau, mình cứ tại không cộng. Mình liên F nè của là không cộng cho H trừ cho là F tại không. Đánh ô những bài này nha, trước là trong cái mấy cái bài không có em nó có đó nha. À. Chứ không hiểu thì hỏi. Không hiểu rồi thì ok. Ha. Rồi xếp vô. Tại vì là trong trường hợp này là mình sẽ có rằng là h là không cộng nên trong trường hợp này là nó chỉ lớn hơn không. Ok không? Mình chọn f lớn hơn không, mình xếp vào ha, f cũng không cộng cho h. Đây, copy cái này xuống ha.
thế vậy nè. Nhắc lại nha. Tại vì h lớn hơn 0, được chưa? Kéo theo là toàn bộ cái này nó sẽ lớn hơn 0, nên mình chọn cái hàm lớn hơn 0, mình xúc vô. Được không? Cái này mình xúc vô thì mình chỉ xúc vô là h thôi nha, vì cộng lại mình đúng còn là xúc vô h thôi nha, liền. Xúc vô h thôi thì mình sẽ được là h nhân cho là e của là h cộng cho 1. Tại không mình ghi luôn tại không nó bằng là trừ không này, trừ cho không nè, nó không xúc vào đó nha. Trừ cho h. Và khi h đến không cộng. Rồi cô ghi thắc mắc thôi đi ha. Rồi thì trong trường hợp này mình sẽ được là h trên h dưới hết nha. Thì trong trường hợp này mình được là nó bằng là bằng e ha. Nha. Rồi, coi thắc mắc gì hỏi đi. Không. Rồi mình tính cho không trừ. Và hai thằng này nó phải bằng nhau thì đạo hàm tại không nó mới tồn tại nha, chú nha. Trong trường hợp này là a tổng quát á, làm xong ghi công thức cho. Này cũng là f của là không nè cộng cho h nè trừ cho f tại không. Công thức ở trên nãy mình ghi là định nghĩa là ôm lại là a trong trường hợp này là không nha, chú nha. Rồi để đảm bảo nó không trừ á, nó không trừ nha. Thì không trừ trong này nè, nó sẽ nhỏ hơn 0, được chưa? Nhìn này ha, được không? Vì nó nhỏ hơn 0 nên chỗ hàm dưới, được chưa? Hàm dưới thì mình ra được là h nhân cho e mũ của là trừ h cộng cho 1. F tại 0 thì nó có dấu bằng trên này nè, nên mình chỗ hàm ở trên, nhỏ hơn 0 luôn. Mình chỉ cho h, được chưa? Rồi, cô ghi thắc mắc ở đây. Rồi cái này mình sẽ có được là bằng e luôn nha. Rồi tạo đi hết sao? Nhưng mà là tại sao thầy giải thích lại xem tại sao mình không mà xúc không đo được cái hàm chính thức luôn, à, ý là cái mình đây là cái hàm đề bài này, là gì đây ha, hàm đề bài này. Dạ không, nhưng mà sao mình không xúc không cái gì mà rồi được sao không xúc không cái gì đâu, đạo hàm là sao? Thế là tại sao không lấy cái này đúng không? Phải không? Vâng. Tại vì là mình về khái niệm đạo hàm á, nó có thêm một khái niệm là đạo hàm bên trái, đạo hàm bên phải, nó phải liên tục thì nó mới tồn tại. Nha. Không? Mình hiểu cái này nè, ha. Đạo hàm á thì nó có khái niệm là bên phải, bên trái, nó phải liên tục thì đạo hàm bên phải, bên trái nó phải bằng không. Tức là nó phải bằng nhau. Mình sẽ lại lý thuyết này nha. Nha. Được không? Mình giả sử là f phẩy nè, nó là một cái hàm. Mình xét hàm này thôi. Nghe chưa? Tức là cái hàm này nó phải là tồn tại tại không. Bây giờ mình xét tại không mà, đúng không? Ha. Nè, tại không thì bây giờ mình tức là f tại không nó tồn tại, nhưng mà bây giờ nó coi thì nó liên tục hay không? Nó còn là bên trái là gọi là không cộng nè. Bên phải là không trừ nữa, nha. Nên theo định nghĩa mình phải tính không cộng không trừ coi như thế nào, có nó liên tục không? Ha. Đó. Nó tồn tại là nó phải bằng và nó liên tục nha, chú nha. Cứ theo lý thuyết mà làm thôi, tại không hiểu năm nào thì cách dễ hiểu này. Khi mình thấy tại một điểm mà cái hàm nó bị thay đổi á thì bắt buộc mình phải dùng định nghĩa. Chú nha. Ha. Ở đây mình nốt lại, mình làm xong chút mình nốt lại là làm theo định nghĩa là như thế nào nè. Mình nốt lại lý thuyết xíu để mà hiểu sâu hơn. Rồi trong trường hợp này là vì hai thằng này bằng nhau, như thế nào? Để mình chia ra là f phẩy tại không cộng nó sẽ bằng là f phẩy tại không trừ, vì như là đủ hai điều kiện nè, trên này là nó liên tục nè, mình đánh số 1 đi, cái này điều kiện này gọi là điều kiện liên tục, nó chú ha, liên tục cho cái hàm đó, hàm phẩy đấy nhưng mà hàm góc đâu ha, đó. Từ 1 và 2 mình suy ra là f phẩy tại không nó sẽ bằng e nha. Rồi trường hợp số 1 nó không thỏa đó, nó không liên tục, mình dừng lại luôn, không có làm nữa, được chưa? Là kết luận rằng là nó không tồn tại, đúng không? Rồi trong đề bài thì nó yêu cầu mình là hãy đi tính f phải, nhưng là mình cuối cùng mình tổng kết nha, dòng này là dòng tổng kết. Đầu tiên là mình tổng kết cho lớn hơn 0 nè, lớn hơn 0 mà để lên nếu không giờ nó bằng là x cộng cho 1 nè, cái e của x cộng cho 1 này với trường hợp x lớn hơn 0, được không? Rồi bằng 0 thì mình sẽ có luôn là nó bằng e nha.
và trường hợp nhỡ không, cái nhỡ không thì tính bằng cái gì? Đây, chỗ này là mình chưa có lần viết câu bình factor rồi nha, viết thêm dòng nữa ha. Đây sẽ được là 1 trừ cho x nhân cho e mũ trừ x cộng cho 1. Ok ha. Rồi, có gì thắc mắc phải không? Rồi, 1 trừ x nhân e mũ trừ x cộng 1. 1 trừ cho x nhân cho e mũ trừ x cộng cho 1. Ok ha. Đó, đáp án ngoài này nè, là khúc này nè. Dạ, để mình làm nốt câu B xong mình tính tóm tắt lại một xíu. Cô ghi thấy không? Câu B nó hỏi mình nè. Là F phẩy nó có liên tục không? Liên tục tại không không? Vì mình giả sử như cái này là hàm G đấy. Nó hỏi rằng một hàm bất kỳ này, đây là hàm G này, nha. Nó có liên tục tại không không? Bình thường ha, được chưa? Tư duy phân tích này, thì lúc này hàm G nó là hàm này nè, được chưa? Được không? Vậy bây giờ nó trở thành một bài toán mới là bây giờ nó yêu cầu là đề bài nó cho mình hàm G thế này, yêu cầu hỏi mình có liên tục không? Ok chưa? À, để mình khỏi quấn cái đầu hàm thôi, mình áp dụng cái bài toán liên tục bình thường mình làm nha. Đầu tiên nè, đầu tiên là mình sẽ coi thử là áp dụng bài toán nha. Đầu tiên là coi nó g cho dễ nói chuyện rồi nha, g này nha, được không? À, điều kiện đầu tiên là g tại không coi nó có thỏa mãn không, nó có tồn tại cả. Mình trả về mình tư duy là mình phân tích g nha, nhưng mình khi mình biến vào là mình điền vào là f phẩy nha, được không? Đầu tiên là f phẩy nè tại không nè nó bằng e, gọi là g tại không nó tồn tại, ok chưa? Được không? Hiểu không? Mình đang làm g, mình nói chuyện cho g để cho dễ nói chuyện, nhưng mà khi mình điên vào là mình trả g với f phẩy, được chưa? Ha. Điều kiện số 2 là lim của hàm g khi x tiến không cộng mà lim của hàm g tức là lim của f phẩy đó, được chưa? Mình xếp vô. F phẩy thì mình nhìn vô cái hàm nó là trong trường hợp này lớn không sẽ là x cộng 1. Nhưng cái e của x cộng 1 nó cũng bằng e nữa, được không? Được không? Điều kiện số 3 là liên của hàm g khi x tiến đến 0 trừ. Nó là nói g vậy hình dung nha, nhưng mà biên vào là f phẩy đó. Để mình hạn chế đi cái thằng việc nhiều phẩy nó phức tạp, mình không hiểu kiểu gì đó. F phẩy x thì 0 trừ là cái hàm cuối cùng ha, đúng không? Rồi lấy 0 xúc vào, nó là bằng e ha. Đó. Cao sinh là lim mà lim nè của là f phẩy x nè khi x tiến không cộng nè bằng lim của là f phẩy x nè khi x tiến không trừ nè nó bằng là f phẩy tại không nè. Sau f phẩy x thì là g đó. Đây, mắt gì thôi. Được không? Vâng ạ, vâng ạ. Rồi bây giờ mình phân tích tiếp xíu nha, nhưng sợ là không hiểu sâu nha. Giả sử một cái hàm fx nè, giả sử như mình xét đi tính đạo hàm nó trên a đây, a này ha, yeah. Không? Thì nhưng cái hàm fx nó hơi đặc điểm là trên a thì nó ra là f1, trên a là ở khúc này khúc nhỏ ngang này ha, yeah, thì nó ra f1, là khúc này x nhỏ ngang này ha, đó, thì hàm của nó f1 tương tự này là x lớn hơn a này ha, hàm nó ra là f2, ok chưa? Dấu bằng đã ở đâu không quan trọng, ok không? Yêu cầu là tính là f phẩy tại a nha, thì bắt buộc mình phải làm hai bước nha, tại a nha, còn nhỏ hơn a thì chọn hàm f1 mà lớn hơn a chọn hàm f2, được chưa? Bước số 1 là mình sẽ bước số 1 là mình sẽ xét cái chia nữa, đó. Bước số 2 mình phải đi tính nè. Chung là mình đi tính là f phẩy tại a cộng nó bằng là ha liên của là f tại a cộng cho h trừ cho fh khi cho a khi h nó tiến đến không cộng và f phẩy tại a trừ liên
a cộng chữ h trừ cho là fh đó nha. Muốn tồn tại thằng này á